từ Louis lại chiếm spotlight khi tái xuất. Sau khi vắng mặt trong buổi hòa nhạc đăng quang, hoàng tử Louis khiến người hâm mộ thích thú khi theo cha mẹ và anh chị tham gia hoạt động tình nguyện vào hôm 8 tháng 5. Louis được mẹ vương phi xứ Wales diện cho bộ quần short và áo cộc tay màu xanh khi thăm nhóm hướng đạo sinh Upon Tree ở Slough trong ngày cuối chuỗi hoạt động ăn mừng tại lễ đăng quang. Hoàng tử 5 tuổi từ đẩy xe cút kít theo chân mẹ và chị gái tham gia hoạt động cải tạo lều của hướng đạo sinh. Louis tự xúc cát xây dựng vào xe và trở tới địa điểm được yêu cầu dưới sự hướng dẫn và trông chừng của Kate. Trong lúc con trai đẩy xe, Kate khen ngợi cậu bé và vô tình tiết lộ nickname thân mật ở nhà của Louis là Lovok. Sau đó, cậu bé được bố William cho ngồi lên đùi khi anh điều khiển máy đào đất. Con trai út của nhà Wales in bàn tay trên một bức tường trong hoạt động sáng tạo của chương trình. Cậu bé cũng thử sức với môn bắn cung và được cho là có tài nghệ không thua kém anh chị. Trong khi đó, hoàng tử George cũng thể hiện là một tay bắn cung cừ khôi. Công chúa Charlotte dùng hết sức để so tài với anh và em trai của mình. Buổi chiều cùng ngày, Louis được ăn kẹo marshmallows nướng bên cạnh các tình nguyện viên nhí khác. Cậu bé bị vướng vùn kẹo lên mí mắt nhưng vẫn mải nhai ngấu nghiến.